Đây là mặt ảnh thứ 24, tức là mặt sau của khung ảnh thứ 12. Từ tháng 2 năm 1948 đến tháng 8 năm 1968, sự gia tăng của quá trình chỉnh sửa tư tưởng tại CTK. Ba bức ảnh đánh số 123 này từ cuộc nổi dậy của quốc gia Slovakia năm 1944 chống lại Đức Quốc xã và nhà nước Slovakia phát xít là những ví dụ điển hình về việc từng bước thanh trừng các đại diện của các đơn vị quân đội và đảng phái, những người đã sớm không còn ủng hộ chế độ cộng sản. Chỉ huy lữ đoàn nhảy dù tiểu khắc số 2 Vladimir Rykarin đứng thứ 2 kể từ bên phải trong ảnh gốc đã bị xóa khỏi bức ảnh thứ 2 và lại được thay thế bằng một cây thông. After Rudolf Slansky đứng thứ 5 kể từ bên phải trong ảnh gốc đã bị kết án tử hình trong một phiên tòa trình diễn thì anh ta cũng bị thổi bay khỏi bức ảnh. Vì khoảng cách cuối cùng là quá lớn nên các biên tập viên ảnh đã phải sắp xếp lại hoàn toàn những người trong ảnh để bảo đảm rằng tài liệu quý giá này vẫn có thể sử dụng được. Ảnh của CTK Slovakia ngày 8 tháng 11 năm 1944. Ở tiếp khắc vào những năm 1950 là thời kỳ can thiệp thường xuyên và táo bạo nhất vào nội dung của các tài liệu lịch sử. Các nhà kiểm duyệt đã thao túng cả tài liệu đương đại lẫn lịch sử. Ngoài ra còn có một loại thứ ba là thao tác tẩy sửa các bức ảnh bằng máy phun mực để loại bỏ bất cứ ai không ủng hộ chế độ cộng sản. Đôi khi các nhà kiểm duyệt quá tay với một chi tiết gây hiểu nhầm nên làm cho ngày nay xem lại thấy nực cười, nhưng nó lại nghiêm trọng đến mức chết người ở thời điểm đó. Nếu không làm như vậy